Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hôm nay là ngày bánh mì của Việt Nam. Ngày bánh mì Việt Nam được Google tôn vinh. Và hiện tại ở Sài Gòn, một cặp vợ chồng Sài Gòn đã làm một ổ bánh mì khổng lồ mừng Google tôn vinh bánh mì Việt Nam. Và chúng ta cùng xem câu chuyện này nhé. Cặp vợ chồng Sài Gòn đã làm hai ổ bánh mì với kích thước gấp 10 đến 12 lần so với ổ bánh mì bình thường để kỷ niệm ngày bánh mì được đưa vào từ điển Odd Frost và sự kiện Google tôn vinh bánh mì Việt. Nhân kỷ niệm năm thứ 9, một từ bánh mì được từ điển Odd Frost ghi nhận ngày 24 tháng 3 năm 2011, 24 tháng 3 năm 2020 và sự kiện Google Doodle tôn vinh bánh mì Việt ở 12 quốc gia trên thế giới. Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam đồng hành cùng Google tổ chức các hoạt động kỷ niệm tôn vinh để giới thiệu rộng rãi hơn đến bạn bè và du khách quốc tế về nét đặc sắc của bánh mì Việt Nam. Bánh mì Sài Gòn thông qua tuần lễ Tôi yêu bánh mì Sài Gòn từ ngày 24 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3. Tuần lễ Tôi yêu bánh mì Sài Gòn cũng được sự tham dự hưởng ứng của đông đảo doanh nghiệp du lịch, thương hiệu bánh mì và các doanh nhân và nghệ sĩ bánh mì khổng lồ. Ông Đặng Hải Văn, chủ tiệm bánh mì Hoa Hồng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người bánh mì của gia đình ông là người cha truyền con nối. Sau khi kế thừa nghề từ cha, đến nay ông đã bán bánh mì được hơn 30 năm. Mỗi ngày tiệm bánh mì của ông bán từ 5.000 đến 6.000 ổ bánh mì. Trong mùa dịch này, số lượng bánh mì bán ra có giảm nhưng không đáng kể. Sáng ngày 24 tháng 3, sau khi cùng vợ làm xong ổ bánh mì khổng lồ, ông Văn háo hức chia sẻ: "Bản thân tôi làm lò nhiều năm, anh em thợ cũng vậy. Hôm nay với chúng tôi giống như ngày của nghề, nên chúng tôi đã làm ổ bánh mì khổng lồ to hơn, nhìn lạ hơn và cũng đẹp mắt hơn để ăn mừng." Sau đó, ông Văn đã xẻ ổ bánh mì khổng lồ thành nhiều phần nhỏ để tất cả anh em trong tiệm cùng ăn và mời cả khách đến mua hàng cùng thưởng thức. Ông Văn cho hay ổ bánh mì khổng lồ có khối lượng hơn 1 kg, chiều dài 70 cm và ngang hơn 20 cm. Vì là ổ bánh mì khổng lồ nên thời gian nướng cũng lâu hơn so với các ổ bánh mì bình thường khác. Để bánh mì giòn, đặc biệt ông đã phải canh nhiệt độ và điều chỉnh suốt quá trình nướng. Bánh mì khổng lồ hơi kén khách nên lâu lâu có khách đặt chúng tôi mới làm. Hôm nay thì không ai đặt nhưng chúng tôi làm rồi mới mời mọi người cùng chung vui, ông Văn tâm sự. Cũng theo ông Văn, ổ bánh mì Sài Gòn được cho thêm vài lát dưa leo, củ cải trắng, cà rốt, các sợi, ngâm chua, thêm vài cọng hành, ngò để hương vị thêm vài khoanh ớt. Ổ bánh mì thịt ở tiệm của ông Văn lúc nào cũng giòn vì được nướng trực tiếp tại tiệm, có vị ngọt của bột mì, vị béo của bơ, hương vị thịt, chả, pate đều là những món nhà tự làm nên bao năm hương vị vẫn không lẫn vào đâu. Bánh mì Sài Gòn cởi mở như người Sài Gòn. Trong sáng 24 tháng 3, lãnh đạo Sở Du lịch cũng thưởng thức bánh mì Sài Gòn và cà phê tại hệ thống cà phê Ông Bầu nhân kỷ niệm ngày bánh mì Việt Nam được Google tôn vinh. Ông Bùi Tá Hồng Vũ, giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét, bánh mì Sài Gòn không phải chỉ là một món ăn mà là văn hóa ẩm thực của người Sài Gòn như tính cách của con người Sài Gòn. Ông Vũ cũng cho hay bản thân ông đã bị thuyết phục bởi bánh mì Sài Gòn từ những ngày đầu tiên đặt chân đến vùng đất này từ năm 1992. Bánh mì đại diện cho sự cởi mở để dung nạp những điều tốt đẹp nhất, những tinh hoa ẩm thực của nhiều vùng miền và thế giới. Bánh mì không phải xuất phát từ người Sài Gòn nhưng được du nhập từ phương Tây. Tuy nhiên, bằng sự sáng tạo, khéo léo và tinh tế, người Sài Gòn đã làm ra ổ bánh mì trở thành sản phẩm riêng và có nét độc đáo của người Sài Gòn. Có thể ví nhau như tính cách của người Sài Gòn, đơn giản nhưng sâu sắc, cởi mở nhưng rất riêng trong tiếp nhận những điều tốt đẹp đó, ông Vũ bày tỏ. Bà Võ Thị Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bà là người gốc Huế nhưng khi vào Sài Gòn thì cảm nhận được lối sống của người Sài Gòn rất cởi mở, từ đó cảm nhận được văn hóa ẩm thực của người Sài Gòn gắn với tính cách đó. Bà Thúy cũng cho rằng bánh mì Sài Gòn có nhiều loại nhân khác nhau, đáp ứng khẩu vị của từng người khác nhau, giống như sự cởi mở của người Sài Gòn nói riêng, người Việt Nam nói chung, đón nhận những tinh hoa và sáng tạo, tạo nên những món ăn không chỉ là món ăn đơn thuần mà còn có giá trị tinh thần. Trong ký ức của cá nhân mình, bánh mì gắn liền với cả tuổi thơ. Cho đến bây giờ, bánh mì gắn với giá trị của lối sống và là món ăn nhanh, ngon, tiện lợi, luôn được gợi nhớ đến văn hóa của người Việt Nam, người Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, bà Thúy tâm sự. Ông Vũ Thắng Bầu Thắng, Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên sáng lập cà phê Ông Bầu lại cho biết, một tuần ông ăn tới 5 đến 6 ổ bánh mì vì bánh mì là món rất đơn giản và dễ ăn. Ngay cả những người bạn quốc tế qua đây làm việc với tôi, thay vì làm một ngày buổi trưa, họ đề nghị anh Thắng có thể cho chúng tôi ăn vài ổ bánh mì buổi trưa được rồi cho nhanh, gọn mà rất là ngon. Thậm chí những người bạn của tôi đi nước ngoài ăn ổ bánh mì chụp hình gửi cho tôi xem. Tôi nghĩ họ rất thích thú với món ăn Việt Nam, đặc biệt là bánh mì, ông Thắng kể. Tuần lễ Tôi yêu bánh mì Việt Nam, Tôi yêu bánh mì Sài Gòn. Trong tuần lễ Tôi yêu bánh mì Sài Gòn, lần này Sở Du lịch đã phối hợp với nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong và Brand Beast Music Agency thực hiện ca khúc Tôi yêu bánh mì Sài Gòn. Clip bài hát này được lần đầu giới thiệu trong ngày 24 tháng 3 trên nhiều kênh, trong đó có fanpage và website chính thức của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. Các hoạt động khác hưởng ứng sự kiện này cũng được nhiều người Sài Gòn hào hứng đón nhận, như chương trình mua cà phê tặng bánh mì trong tất cả các chi nhánh của hệ thống quán cà phê thương hiệu Ông Bầu vào ngày 24 tháng 3. Chương trình được đặc biệt phục vụ bánh mì tại nhiều khách sạn trên địa bàn thành phố trong các buổi sáng và có khu vực trưng bày giới thiệu bánh mì Sài Gòn như khách sạn Rush, Grand Hotel Sài Gòn, Fullman, Caravan, Continental Hotel. Một số tiệm bánh mì nổi tiếng của Sài Gòn như Hồng Hoa, bánh mì Tú Mật, bánh mì Bảy Hổ, bánh mì Tươi có các chương trình quảng bá giới thiệu bánh mì Sài Gòn với nhiều hình thức khác nhau. Trong khi đó, các nghệ sĩ nhiếp ảnh, gia, blogger, những người nổi tiếng trong nước và quốc tế như Hoa hậu Hohenier sẽ giới thiệu bánh mì Sài Gòn đến công chúng trong nước và nước ngoài trên các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Instagram và YouTube. Ngoài ra, ứng dụng GoViet và Now.vn của Foodie sẽ giới thiệu chiến dịch
Tôi yêu bánh mì Sài Gòn trên hệ thống của mình. Người dân và du khách có thể đặt mua bánh mì giao hàng tận nhà mà không cần phải ra đường để tránh tụ tập mùa dịch Covid-19 là được hưởng các ưu đãi qua hai ứng dụng này. Cùng chiến dịch ý nghĩa này, Sở Du lịch kêu gọi các tổ chức cá nhân có ảnh hưởng trong cộng đồng, người dân trong cả nước, khách du lịch quốc tế chung tay hưởng ứng chia sẻ tình yêu của mình đối với bánh mì Sài Gòn cùng với thông điệp tôi yêu bánh mì Sài Gòn, I'm really love bánh mì Sài Gòn trên các trang cá nhân tổ chức mình với hashtag tôi yêu bánh mì Sài Gòn vì brand Ho Chi Minh City, vì brand everywhere, everyone. Ok, đây là một thông tin rất là hay và hôm nay chính là ngày kỷ niệm bánh mì Sài Gòn. Và có thể nói là các cái sở ban ngành ở thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh đã có những hoạt động rất tuyệt vời để ngày càng quảng bá bánh mì Việt Nam đến với bạn bè thế giới. Ok, còn các bạn suy nghĩ như thế nào về bánh mì Việt Nam? Hãy cho mình một comment ở dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye!